kính chào các bạn học viên tại video này tôi hướng dẫn cho chúng ta về cách khóa sổ kỳ kế toán mở sổ kỳ kế toán lúc nào thì chúng ta cần khóa sổ kỳ kế toán khi chúng ta kết thúc việc lập báo cáo tài chính của năm tài chính để không bị số liệu của các năm sau chèn vào các năm trước và làm ảnh hưởng đảo lộn số liệu báo cáo tài chính mà chúng ta đã nộp thì chúng ta nên khóa sổ kỳ kế toán để kết thúc năm tài chính và chuyển trú dư năm cũ sang năm mới để tiếp tục làm việc Thao tác khóa sổ kỳ kế toán trên phần mềm MISA-SMI 2019 như sau Chúng ta vào nghiệp vụ tổng hợp khóa sổ kỳ kế toán Ví dụ dữ liệu này tôi đã hoàn thành báo cáo tài chính năm 2018 và để không ảnh hưởng đến số liệu thì tôi sẽ chọn ngày khóa sổ đó là 31 tháng 12, 2018. Bấm thực hiện. Sau khi phần mềm báo khóa sổ thành công vào ngày 31 tháng 12, 2018, tôi bấm OK. Như vậy thì tôi sẽ không thể nào sửa được các chứng từ của năm 2018. Tôi ví dụ vào mua hàng hóa thì tất cả các cái thanh như là bỏ ghi sửa xóa ở đây. Phần mềm sẽ khóa lại và không cho chúng ta sửa nữa. Tiếp tục để tiếp tục làm việc năm 2019 thì các bạn không cần phải chuyển số dư như các phần mềm khác mà chúng ta chỉ cần để ý ngày hạch toán đây là một ngày bất kỳ của năm 2019. Ví dụ như chúng ta đang hạch toán của tháng 1 thì chúng ta có thể để là mùng 1 tháng 1 2019. Hạch toán hóa đơn tháng 2 chúng ta để mùng 1 tháng 2 2019. Và tương tự như thế chúng ta sẽ để ngày toán theo tháng. Thì trong quá trình hạch toán chúng ta chỉ việc đổi ngày hạch toán. Sau khi mà các bạn khóa sổ kỳ kế toán, nếu muốn sửa một dữ liệu gì đấy của năm trước thì các bạn sẽ bỏ khóa sổ kỳ kế toán bằng cách nào? Thì tương tự như vậy chúng ta sẽ vào nghiệp vụ, chọn tổng hợp, chọn bỏ khóa sổ kỳ kế toán. Ví dụ như các bạn không đặt về ngày 31 tháng 12 2018 nữa vì chúng ta đang muốn sửa một vấn đề gì đó của năm 18 Chúng ta sẽ đặt ngày khóa sổ về ngày 31 tháng 12 năm 2017 thì như vậy chúng ta mới sửa được dữ liệu của năm 18 tôi thực hiện và lúc này tôi bấm vào các chứng từ của năm 18 thì lúc này phần mềm sẽ xuất hiện biểu tượng để cho chúng ta bỏ ghi và sửa chứng từ. Như vậy tôi đã hướng dẫn cho chúng ta hai bước về khóa sổ kỳ kế toán và bỏ khóa sổ kỳ kế toán trên phần mềm kế toán visaemi.net 2019 xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo